Hoàng ơi, Hoàng ơi, vào vào chú bảo này, vào đây, ra đây chú bảo. Cháu biết vì sao cái quạt ở bên ngoài ấy thì nó quay nhanh như này đúng không? Nhưng mà sao vào sao điện thoại nó lại quay như này không? Quay chậm này không? Thế thì trời ơi, biết không? Đấy, đâu biết vì mày sao? Chưa? Đối với vì sao không, vì sao bên ngoài nó quay nhanh nào mà bên trong này nó quay chậm thế nhỉ, hay không? Đâu đấy, đấy ở trong nó quay nhanh mà, quay nhanh đâu, cháu nhìn buồn cười nhỉ. Đây nó quay chậm này cơ mà. Không nhìn từng ấy à, từng cánh quạt nó đang quay đây. Thì ra chú bị hỏng à? Hỏng đâu mà hỏng này. Cái này bị vỡ hả? Nó bị vỡ không phải, nhưng mà vẫn dùng được đấy, biết vì sao không? Cháu tóm lại bây giờ hiện tại cháu nhìn có khác nhau không đã? Có khác đúng không? Có biết vì sao không? Cháu không suy nghĩ đâu. Không phải, ý là cháu có muốn biết vì sao nó lại như thế không? Hả? Có à? Được. Có là chứng tỏ cháu tìm tòi đấy. Thế học rồi, cháu học giỏi nhất môn môn gì? Toán với tiếng Việt. Toán với tiếng Việt đấy. Với lịch sử, địa lý, khoa học, toàn 9 hết. Thế à? Lịch sử, địa lý, khoa học,